Hello, Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con quay thái chính chính nha anh em ha. Và Hồng An cũng xin chia sẻ con xe này là một con xe, cái chất xe rất là đẹp nha anh em. Con xe là chất xe rất là đẹp. Và Hồng An sẽ quay rất là kỹ anh em mình chịu khó mình xem chi tiết tỉ mỉ nha. Vì Hồng An quay rất là kỹ những cái bộ phận trong xe, trong máy, khung sườn. Xe là dàn áo, là nói chung là áo theo xe, không có giảm tốt cho anh em ha. Và đặc biệt là những cái ngàm, những cái cánh bẩn là còn nguyên bản, không có gãy ngàm nào nha anh em. Và xe này là nói chung là máy zin, cặp lốc vàng bạc có sơn, nói chung là thợ sơn này rất là kỹ, dọn mà dọn đẹp anh em ha. Nói chung là nhìn không có biết một chiếc xe dọn đâu anh em. Nói chung là dọn giả zin luôn anh em ơi. Nhiều khi những chiếc xe mà anh em thợ họ dọn tới quá, mình nhìn cũng thật sự là phân biệt nó rất là khó. Nhưng mà đâm ra Hồng An cũng phải cố gắng, mình phải đánh giá thật là kỹ rồi Hồng An sẽ chia sẻ cho anh em. Vì cái trình độ thợ dọn này nói chung là Hồng An công nhận là một tay thợ dọn xe rất là chuẩn luôn. Ốc tán là còn theo xe hết, chỉ có dọn vàng bạc anh em. Vàng bạc đùm, phuộc, cặp te và cặp lốc là có sơn lại nha anh em ha. Nhưng mà sơn rất là đẹp, nhìn như một chiếc xe zin nha anh em. Và Hồng An sẽ đi chi tiết anh em chịu khó mình xem nha. Xe này áo tem zin theo xe nói chung rất là đẹp ha. Áo là sơn là còn dày luôn anh em ha. Những cái chụp đèn, chóa đèn theo xe hết. Hồng An đã kiểm tra rồi nha anh em ha. Và chén cổ nè anh em. Ghê chưa anh em? Chiếc xe rất là đẹp. Ốc tán là còn 7 màu hết trơn anh em. Chiếc xe đẹp lắm. Cái xe này là hai chìa khóa zin theo xe vẫn còn anh em. Cặp chìa zin luôn anh em. Cặp chì zin, ổ zin luôn nha anh em ha. Dây ga tay thắng là bao tay là còn nguyên bản hết. Đâm ra cái chiếc xe này tương đối là một chiếc xe đẹp anh em. Mà không biết sao mà cho thợ họ dọn dặm lại vàng bạc. Đâm ra nó hơi bị phí một tí ha. Nhưng mà anh em nhìn kỹ sẽ không biết nha anh em ha. Anh em nhìn cái sườn này như mới luôn anh em. Sườn này rất là đẹp luôn. Sườn như mới luôn anh em. Khung sườn của nó nè. Sườn dương mới luôn á. Dây điện là không à, dây điện là còn nguyên bản luôn anh em ha. Không có cắt nối. Sườn của nó nè, ốc tán nè, 7 màu hết trơn. Anh em nhìn sơ chiếc xe là hiểu rồi ha. Ốc tán vàng gom trắng sáng 7 màu hết trơn anh em. Rất đẹp. Quá đẹp luôn anh em. Cặp lốc có sơn nè, nhưng mà dọn zin vẫn là giữ zin lại anh em ha. Nói chung trình độ dọn đẹp quá. Cái tay này dọn rất là hay. Chiều tay thợ dọn là anh em nhìn là chịu không nổi đó anh em. Khung sườn nè, chẳng ba nè, quá trời đẹp. Sườn này như mới luôn anh em ha, nó hơi dơ nha. Không một tì vết luôn anh em ha. Sườn đẹp lắm. IC nè, IC zin theo xe nè. Thùng xăng nè, còn rất là đẹp. Thùng xăng đó anh em. Sườn tắt bật cái đèn anh em ha, mình xem nha. Rất là đẹp. Ốc nhái còn vàng gương trắng sáng hết trơn, chiếc xe đẹp lắm. Là dây yên zin, dây yên có bao nha, đế yên zin nha anh em, chiếc chính nè. Dây yên bao bao rồi nha anh em ha, dây yên có bao rồi, dấu bấm mới tinh nè. Nhưng mà nhìn rất đẹp ha, nhìn như zin luôn. Những cái ngàm nè, chấu ngàm còn nguyên anh em, còn nguyên hết ha, không gãy ngàm nào anh em. Bộ áo này rất là đẹp, Hồng An kiểm tra rồi ha. Không gãy ngàm nào. Rất đẹp. Nè, áo này. Không có gãy luôn ha. Những cái chấu gài cặp cánh nó còn nguyên, không có gãy luôn anh em. Bình sườn rất là đẹp luôn. Đẹp lắm anh em ơi. Chấu ngàm
nguyên hết anh em ơi, không có gãy ngàm nào. Buộc đẹp lắm chiếc xe này. Nè, cặt te nè, có dặm nè, dặm giả zin nè. Gấp này gấp zin nha anh em ha. Đâm ra nó nhìn một màu một à. Nó không có bị lệch, gấp là gấp zin nha anh em ha, không có dặm. Cặt te là có dặm đó. Dặm phần ngoài, phần trong để zin. Anh em nhìn kỹ nè, không ai chỉ anh em nè. Bên trong để nguyên nha anh em ha. Đó. Đó, ở trong là sơn zin nè, cánh ngoài là dặm nè, thấy không? Đó. Âm ra rất là đẹp. Đó. Bên trong là zin nè, không có dặm nha, dặm bên ngoài thôi. Gấp nguyên theo xe anh em ha, gấp đẹp lắm anh em, gấp sơn zin đó, chiếc xe chuẩn lắm anh em. Ốc nhái còn vàng hết trơn ha, chất nền ở đó đó. Số 10 không à, ốc đẹp lắm anh em. Rất đẹp luôn anh em ha, trắng sáng vàng ươm, dây điện laptop đầy đủ hết ha, không có bị cắt nối rồi đây đề. Xe này là chống nghiêng theo xe vẫn còn chống nghiêng nè, bàn ươm nó trơn ha, chống đứng cũng ok nha, chống đứng còn đẹp luôn nha anh em, sườn như mới ha anh em ha, sườn này. Chống đứng của nó nè, mạch máu trái tim anh em, xanh lè luôn nè, 004 nha anh em ha, mạch máu trái tim của nó nè, vàng hết trơn. Cần số còn gai luôn anh em ha, cần số theo xe nè, kể cả cao su luôn anh em ha, cao su theo xe thì mẻ gốc. Tâm ra không ai nói cái chiếc xe này rất là đẹp, cao su gác chân nè, màu lính luôn nè, anh em nhìn ha, ốc số 10 nè, bắt bắt cái đèn, những con ốc này nó còn vàng ươm hết trơn, bắp thăng cũng vậy nè. Chiếc xe này nói chung là bảo quản rất là kỹ, cái dàn ốc cũng rất là đẹp. Còn mở gà ha, vàng vàng ha, ốc Thái mà anh em. Chưa có xuống xanh đâu, ốc số 10 không à. Thấy không? Tổng ra anh em nhìn cái xe này nói chung là nhìn từ xa là cứ tưởng một con xe cọp anh em. Thứ nhất là cái chiếc xe, những con cốt tán của nó rất là đẹp, còn vàng hết trơn ha. Và thêm xử lý cái phần lốc vàng bạc, xử lý rất là khéo. Đó. Thấy không? Nè, chỗ này chỗ zin nè, ở trên nó có dặm chút xíu nè, đâm ra nhìn như mới vậy đó, nhìn không biết luôn anh em ha. Đó. Rất là khéo, ốc nhái là theo xe nè, vàng gương hết trơn nè. Đó. Ốc nhái của nó nè. Đó. Ốc nhái nè. Sinh cam chưa thay, chưa mở bánh lồng luôn nha anh em ha, chưa thay sinh cam, chưa thay bánh lồng luôn nha, chưa có dấu đâu nè, ốc vàng luôn ha. Đẹp. Xăng 7 màu rất đẹp anh em, xe này rất đẹp, phe gài nó còn vàng hết trơn, dây cũng nguyên hết ha, ốc treo máy trong đẹp, thấy không? Chiếc xe đó chịu gì nổi anh em, cái sườn quá trời đẹp, lồng lanh luôn thấy không, lồng lanh, ốc đẹp, dè theo xe nè, sơn zin nè, có chạy chỗ này anh em ơi ha, chạy chỗ này dè có chạy chút xíu, cái dè phần dè có chạy, dây điện nè, chui còn nguyên nè. Và xe này đặc biệt là anh em nghe tiếng máy là chịu không nổi anh em ơi, máy như xe điện anh em, nhích cái là bye bye đó. Anh em nào mà chạy xe này là nói chung là một con xe máy cực kỳ đỉnh luôn. Anh em nào mà có ý định mà kiếm cà phê á, kiếm bia mà uống miễn phí dài dài á, chơi con xe này đi.
cục má này là khỏi bàn luôn. Nháy xanh lè. Cốt đen là đúng đó nha anh em ha. Phục trước có dặm giả viên nè. Phục dặm nè, bạc dặm nè, đùm có dặm nè. Đó. Điền trước viên theo xe nha anh em ha, điền trước viên. Điền sau là thay hàng Thái rồi. Mình nổ máy luôn anh em ơi. Cảm nhận cục máy ha. Nói chung đang vắng mà anh em nghe tiếng máy nó dễ hơn. Cốt viên còn màu anh em ha. Cốt chấm nha. Điền trước là điền viên theo xe nha anh em. Chữ nó nhỏ lắm ha. Điền viên anh em ha. Điền viên nha. Đầm có sơn nha anh em ha. Đầm với bạc của má đầm có sơn rồi. Đó, điền trước điền viên. Siam Gucci. Để rất đẹp. Vàng gươm hết trơn nè. Cốc nhái nó vàng gươm mà. Nó vàng lắm. Đẹp. Mẹ chút là khổ bô theo xe nè ha. Bánh lồng kẹp toàn cảnh hết trơn nè. Sơn cam chưa thay, bánh lồng chưa thay nha. Sơn cam zin, bánh lồng zin nha. Mới tinh. Đò nè. Còn vàng ươm à. Cổ bô nè. Cổ bô theo xe tới giờ nè. Báo trái tim ở dưới hơi dơ nha anh em ha. Đẹp. Máy đang nổ. Số 8 luôn nè. Ông duyên của nó. Số 10. Số 10 nè. Máy nổ chứ không nổ. Liền sau nè, liền sau thay nè anh em ha. Liền sau liền mới nha. À, thay mới nè. Cái chữ nó thô hơn anh em thấy không? À, cái liền mà liền thay mới giờ cái chữ nó thô hơn. Còn mà cái liền zin nó cái chữ nó nhỏ hơn chút xíu. À. Đùm thì có sơn rồi nha anh em ha. Sơn giả zin rất là đẹp. Nhìn không biết đâu anh em ơi. Bô như cây kiếm anh em ha. Bô như cây kiếm. Cái cục anh em. Chân cục đẹp ha. Em coi nè. Cục zin theo xe tới giờ anh em thấy không. Ốc nhái nè vàng hết trơn. Bắp thắng nè. Đùm có sơn nha. Sơn giả zin rất đẹp anh em nhìn không. Một màu một ha. Không có bị chỏi màu nha anh em nhìn kỹ nha. Từ cái đùm cặt tê cái má đùm luôn một màu một với cái gấp luôn nha anh em ha. Một màu một gấp zin ha, gấp zin nha anh em. Gấp zin đó rất đẹp. Củ thắng bắt thắng lò xo nè, chức nền của nó rồi. Quay ra dưới luôn anh em ha. Gấp nè. Cái sườn của nó nè. Rất đẹp. Nó so còn vàng luôn anh em. Nó hơi dơ anh em ha. Rất đẹp.
cao su theo xe nè, họ lính luôn nha anh em ha, chốt zin luôn, số 10 đẹp ha, zin của nó nè. Quá anh em ơi, bảy màu trơn ha anh em ha, cùi đề nè, thấy không, vô này, một bên sườn zin nè, bình xăng nè ha, theo xe đầy đủ hết nha anh em, quá đẹp, ổ bô. Ổ bô chưa mở luôn nha anh em ha, chưa có giống nha anh em, ổ bô chưa mở đâu, xăng đẹp, xu giữa còn nguyên hết nha anh em ha, còn vàng luôn anh em, ổ bô chưa mở đâu nè, đẹp lắm, vàng luôn trắng sáng. Máy như xe điện luôn nè, máy rất là chắc. Rồi ok, clip cũng dài rồi nha anh em ha, còn đang cố gắng quay cái dàn áo để cho anh em, rất là xong nha anh em, đi tổng thể chiếc xe anh em ha. À, anh em coi nè, nút đề theo xe vẫn còn ha, bao tay zin nè, à, chưa rút đâu nha anh em ha. Gù này gù thay rồi nha, không phải nha, gù của nó là gù sơn nha, không phải là gù xi nha anh em ha. Đó, rất đẹp, dây đồng hồ vẫn lên nha anh em ha, để cầm công tắc của nó, dây e còn, phát pha còn, bao tay bên đây vẫn còn nha anh em, rất là mềm. Đó, dàn nhựa không có bị nứt bể ha anh em ha, đầu đèn đẹp lắm, tay thắng nè, tay giờ nè, tay bạc anh em, chóa đèn theo xe, kể cả chụp lái luôn ha, theo xe toàn bộ. Rồi hôm nay sẽ quay đi một vòng ha, bây giờ xong chiếc xe này anh em nè, chịu khó bịch bô anh em ơi, anh em nghe nha anh em, cảm nhận và nghe nha, không có tiếng máy đâu anh em ha, máy như xe điện, không ăn đẩy xa xa là không nghe tiếng đâu. Rồi rất đã, ô zin, hay, máy như xe điện anh em. Thể chiếc xe lại anh em xem kỹ ha, xem lại những cái dàn ngoài, dàn nhựa gì đó anh em xem kỹ lại ha, không ăn quay rất là kỹ nha, đâm ra không có thể là chụp Zalo cho anh em nha anh em ha, quay rất là kỹ chi tiết rồi, anh em mình chịu khó xem tới xem lui 2 lần 3 lần gì đó rồi anh em mình chốt nha, con này không ăn bán 40 mấy triệu nha anh em ha. Máy đang nổ, về hơi chạy, anh em chịu khó dán lại nè, dán chút xíu lại, da tiệm đại can dán cái vàng nhám lên chút xíu là đẹp liền. Rất là đẹp cái xe. Anh em nào mà gáp vàng áo vô anh em đã lắm, nhìn đẹp lắm. Bây giờ mình gáp vô là nó rất là đẹp.
tại mình gỡ ra nhìn ra cái chiếc xe nó không được hoàn hảo hết anh em ha. Gáp vô nhìn cái dàn áo và dàn tem nó đẹp lắm anh em. Xe này nói chung là được cái những cái chi tiết là kèn vẫn còn luôn, cặp chìa khóa vẫn còn ha, những cái phụ kiện bình xăng, mô bên sườn, những cái linh kiện trên xe đều còn nguyên hết nha anh em. Chỉ có sơn dặm lại vàng bạc, vàng đùm, cặp lốc nha anh em ha. Tem có dán lại rồi nha anh em, tem này có dán rồi, không ai cảm nhận là nó có dán rồi, mới tin nè. Chống nghiêng vẫn còn luôn ha. Từng số nè, quá trời. Cao su, cả cao su luôn anh em, thấy không? Còn những cái gác chân sao cũng vậy nè. Cuộc là như mới luôn ha, vàng khè à. Chắc chắn là chủ xe đi kỹ lắm mới được vàng lắm nha anh em. Chân phục nè, quá trời đẹp. Nói chung thì xe cũ nào cũng vậy anh em ơi, anh em mua xe cập về cũng phải chỉnh sửa à. Không ai nói thẳng với anh em nghe luôn nha anh em ha. Thật ra anh em mình đã chơi những chiếc xe quay 110 anh em tự cảm nhận thôi. Nếu anh em mà cầm một số tiền mà mua được con xe như vậy mà nó nguyên bản hết nha, không dặm, không sơn, không gì hết mà đẹp như vậy á, cầm 100 triệu mua chắc chưa đắt chắc được đâu anh em. Không ai nói thật cho anh em nghe ha. Một chiếc xe mà đẹp như vậy mà không có dọn nha, không có dặm, không có dọn á, cầm 100 triệu mua không được. Thì không thể nào mà nó đẹp được như vậy được, ngoại trừ anh em mình dọn thôi. Đó. Và khi mà một con xe mà anh em mua 70-80 triệu thì chắc chắn là về cũng phải chỉnh sửa thôi. Nhiều khi tem cũng bị chày, vàng bạc cũng bị dợp, bị bung. Đó. Nhiều khi máy chưa chắc chuẩn đâu nha anh em ha. Thật ra mình mua những con xe này 40 mấy triệu anh em chơi thoải mái luôn. Thứ nhất là lại đẹp, nó nhìn như một chiếc xe zin vậy đó. Và đặc biệt cục máy nhích ra là bay bay, máy rất là êm. Đó, bảo hành anh em 1 năm về máy anh em sử dụng, nhưng mà bù lại những cái phụ kiện trên xe nó tôi đó là còn nguyên bản hết, không có bị lai. Đâm ra một chiếc xe mà 40 mấy triệu rất là xứng đáng cho anh em mình chơi anh em. Anh em thử cảm nhận mà trên kênh anh em đi kiếm thử một chiếc xe mà quay thái mà đúng đẹp như vậy ha. Thì cầm 100 triệu chắc chắn là mua không được rồi. Nếu mà vàng bạc, vàng lóc mà không một vết chày, căm móc mà còn vàng như vậy đó, thì không thể nào mua được. 100 triệu mua không được chiếc xe đâu. Và anh em cầm 70-80 triệu mua xe về cũng phải bị lỗi, không lỗi này cũng lỗi kia nha anh em. Thà mình mua như vậy đi, 40 mấy triệu mình chơi bao không lỗ anh em. Biển số anh em ha, trói đèn zin luôn nha. Xe này chơi là bao không có lỗ luôn á. Cục máy như vậy, chiếc xe như vậy kiếm đâu ra anh em. Thật ra không gài quay thái kiếm khó lắm. Thứ nhất là giá nó cao, thứ hai là nhiều khi mua về nó cũng bị lỗi à. Đâm ra nhiều khi mình bán nó cũng khó, vì nó cũng lỗi này lỗi kia, và giá thành nó lại cao. Nó thà mình chơi những chiếc xe nó khách hàng họ làm sẵn như vậy đi, cũng có dặm, cũng có dọn dài ba chỗ, nhưng mà cái chức nền, mạch máu trái tim nó vẫn là chính, những cái cốt lõi chiếc xe nó vẫn là chính. Thì mình chơi được anh em ha. Quan trọng là cục máy đó nha anh em ha. Cục máy là quyết định chiếc xe ha, cọp hay không cọp, mà cục máy mà nó đỉnh, nó chất là ok thôi. Chứ xe đẹp, xe cọp mà cục máy nó chạy không có sướng, không có phê thì cũng như không anh em ha. Rồi, đây là cặp cánh nè, không ăn quay kỹ lắm cặp cánh anh em. Trước tiên là cái mặt nạ anh em ha. Nè, sơn zin nha, đúng đời đúng đáp anh em, chính chính nè. Cấu còn nguyên luôn anh em, không gãy gì chứ anh em. Rồi, cái phần cốp anh em ha. Tem là tem mới rồi anh em ơi, tem zin mà tem mới nha anh em ha. Tem có dán lại nè, chính chính luôn nè anh em, nhìn chiếc sơn như mới đó. Cái chiếc xe này chủ xe bảo quản rất là kỹ mới được như vậy anh em ơi, không phải dễ bảo quản đâu ha. Bộ áo mà bảo quản được như vậy nó khó lắm, không gãy một ngàm luôn anh em. Để cặp cánh nè, không ai chỉ nè, cái cửa vẫn còn thấy không đó. Quan trọng là chỗ này đó, cặp cánh tới giờ 20 mấy năm mà vẫn còn cặp cánh luôn anh em. Cái cửa đó nè, đó cái lỗ nè, zin nè, áo zin nha anh em ha, không sơn không phết nha anh em coi nè. Ôi đẹp kinh hồn không, không nứt luôn anh em ha, không có hàng anh em ha. Đúng đời đúng đát nha anh em, chính chính luôn nè.
không? Đó. Rất đẹp. Kiếm đâu ra anh em? Kiếm đâu ra anh em? Áo đen mà. Kiếm không có đâu anh em ơi. Sự luôn. Kiêu Nghĩa đã dục. Tem nè, đẹp ha. Tem dán lại rồi nha anh em ha. Đó, không có gãy chấu luôn anh em. Chúng cũng có chạy chút xíu ha, chưa bát cho anh em ha. Về bát lại chút xíu là đẹp. Đó, không có nứt bể là ok rồi. Đó, con này bị chạy chút xíu ha. Nó dơ chạy ta. Đó. Nứt xíu anh em ơi. Ha. Đó. Quá hoàn hảo. Ha. 99 luôn ha anh em. Đúng đời đúng đáp hết nha anh em. Đâu ra à, bộ áo này mà bán lẻ là 8 đến 10 triệu một bộ áo này anh em ha. Chưa chắc kiếm được bộ áo đẹp như vậy đâu à, nếu mà gỡ bán bộ áo không á, 8 đến 10 triệu một bộ áo anh em à, quá đẹp ha. Kiếm đâu ra anh em, kiếm chính luôn nè ha. À, ôi anh ra Hồng An, xe này Hồng An kết nhất là bộ áo. Thực sự là vàng nhựa mà không gãy một bát à, ngàm nào cũng đầy đủ hết, không có gãy ngàm nào hết. Thì kiếm đâu ra một bộ áo như vậy ha. Đặc biệt là cục máy. Cục máy là như xe điện. Và rất cái máy rất là mạnh nha em ha. Nhích ra là bye bye anh em à, nổ nãy giờ là gần 15 phút anh em. Máy cũng như không ha. Quá dữ à, xe này một cái là dọn đẹp. Dọn rất là đẹp à, dặm sơn do vàng bạc giả zin hết ha. Và đặc biệt là những cái vàng cốt máy nha anh em, vàng cốt máy ốc tán bảy màu hết trơn, chất xe đẹp lắm. Mình xưa cũng đẹp anh em ha. Mở gà luôn rồi thấy không, xanh xanh nè, rất đẹp. Rồi, ok, clip đã dài rồi nha anh em ha. Chung là quay rất là đầy đủ rồi. Anh em cũng không có cần kêu Hồng An chụp Zalo cho anh em ha. Chỉ coi cái giá là 40 mấy triệu đó. Và số điện thoại của xe máy Hồng An. Xe này cũng gốc 15 ngày là có gốc nha anh em ha. 15 đến 20 ngày là có gốc rồi nha anh em. Xe này 5 số. Năm rút gốc nhất là nhanh. Và Hồng An cũng xin thông báo anh em luôn, theo tình hình người ta là anh em dịch vụ họ báo là khoảng cỡ tháng 5 qua hết cái lễ này nè anh em ơi, những cái xe 4 số chắc là sẽ mở lại từ từ rồi nha anh em ha. Thành ra anh em mình có ý định mua những cái xe 4 số á thì mình cảm nhận là từ từ sẽ mở lại và rút gốc cho anh em rồi. Chắc chắn là anh em mua bán xe chắc cũng đỡ rồi. Phần nào cho nó được suôn sẻ, rút gốc cho anh em khách hàng được thuận lợi hơn, nhanh hơn. À, qua cái lễ 30 tháng 4 một tại tháng 5 bắt đầu trở đi là hình như là nó đã thoáng rồi anh em ơi ha. Những cái hệ thống máy là sẽ mở lại từ từ rồi nha anh em, không có đóng lại như lúc lúc trước ha anh em ha. Rồi bye bye mọi người, bye bye.